Những lời Phật dạy về tình bạn hay và ý nghĩa. Bạn bè ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều. Vì vậy, việc chọn bạn để kết giao sẽ quyết định đến sự tiến bộ của chúng ta. Theo Kinh Thiện Xanh, nói về tình bạn thì có bốn loại bạn tốt mà bạn có thể gặp trên cuộc đời. Đó là lời Phật dạy về tình bạn thứ nhất. Thứ nhất là những người có thể che chở bản thân bạn và cả tài sản khi bạn vô ý phóng dật, là chỗ nương tựa khi bạn sợ hãi, giúp đỡ bạn khi bạn túng thiếu. Đã là con người, ai cũng có lúc lâm vào tình cảnh yếu đuối, thế cô, mất kiểm soát bản thân cũng như tài sản. Sự xuất hiện của bạn tốt vào lúc này có thể giúp bạn vượt thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm đó và nhắc nhở mỗi khi chúng ta cẩu thả hoặc lơ đễnh. Trong cuộc đời này, chúng ta không ít lần gặp phải nỗi sợ hãi. Mỗi độ tuổi đều có những nỗi lo âu thường trực. Trẻ thì sợ không có tiền, sự nghiệp. Già lại sợ không có sức khỏe, con cái bỏ rơi. Khi lâm vào hoàn cảnh đó, gặp được một người bạn chân tình sẽ là chỗ dựa tin cậy, lắng nghe và sẻ chia, giúp ta vượt qua trong nỗi sợ. Một người bạn tốt còn là người có thể giúp bạn khi bạn lâm vào hoàn cảnh túng thiếu, khó khăn. Thật lòng muốn giúp bạn mà không cần tính toán, báo đáp. Lời Phật dạy về tình bạn thứ hai. Thứ hai, một người bạn tốt luôn chung thủy với bạn. Khi khổ cũng như khi vui, chia sẻ những điều sâu kín trong tâm tư mình và đồng thời giữ bí mật cho bạn, không bỏ bạn hoặc khinh thường khi bạn gặp khó khăn, dám hy sinh thân mạng vì bạn. Tình bạn tốt là tình bạn được thử thách qua hoàn cảnh và thời gian. Tình bạn vẫn giữ được sự bền vững khi nghèo khó cũng như khi giàu sang. Không vì chút của cải vật chất mà thay lòng đổi dạ, đánh đổi tình bạn. Kế đến, trải nghiệm của bản thân để rút ra những tri thức quý báu là điều mà con người thường thực hiện. Do bởi việc tự thân trải nghiệm, đôi khi phải trả giá bằng đau khổ của chính mình. Cho nên người ta chỉ có thể chia sẻ những tri thức và những điều sâu kín trong lòng cho những ai là bạn tốt. Giữ điều bí mật cho người cũng là đức tính mà người bạn tốt cần phải kiện toàn, vì giữ bí mật cũng đồng nghĩa với việc bảo hộ thanh danh, tiếng tốt cho bạn. Nếu bạn gặp khó khăn, ta phải ra tay cứu giúp. Nếu bạn bị sa cơ thất thế, ta cần phải quan tâm. Không được coi thường hay khinh rẻ, cũng không bỏ rơi khi bạn lâm nạn. Ai cũng rõ, thứ quý nhất trên cuộc đời là sinh mạng, là sự sống. Sự sống là giá trị duy nhất, không thể có cái thứ hai, nên nếu ai hy sinh bản thân mình cho bạn, thì bạn phải biết trân quý tình bạn cao cả đó. Lời Phật dạy về tình bạn thứ ba. Một người bạn tốt phải biết khuyến khích bạn làm điều tốt, ngăn chặn bạn làm điều xấu ác. Chỉ bày bạn những điều bạn chưa hiểu, chia sẻ và đưa ra những lời khuyên bổ ích, hướng bạn vươn lên những cõi thiện lành.
làm người thì vẫn chưa đủ, mà phải là làm người tốt. Bạn bè cũng vậy. Tình bạn tốt khác với tình bạn thông thường ở chỗ. Đó là phải nỗ lực khuyên bảo bạn làm điều tốt. Ngăn chặn không cho bạn làm điều xấu, điều không hay. Như vậy, ý nghĩa hỗ tương lẫn nhau của một tình bạn được thể hiện. Là một người bạn tốt thì cần phải sẻ chia cho nhau, không những phương diện vật chất mà còn cả phương diện tinh thần. Ở đây, bạn tốt phải là người sẻ chia tri thức, kinh nghiệm. Học thầy không tày học bạn. Một người bạn tốt phải biết khuyến khích bạn làm điều tốt, ngăn chặn làm điều xấu ác. Hơn thế nữa, sự gần gũi, sự thấu hiểu, sự cảm thông lẫn nhau giữa một tình bạn tốt là điều kiện thuận lợi để có thể đưa ra những lời khuyên phù hợp và bổ ích trong những tình huống đời thường. Một lời khuyên kịp thời và đúng đắn đôi khi có thể sẽ cứu được cả một sinh mạng, hoặc có khả năng chuyển hóa một tâm trạng đang bế tắc, cùng quẫn. Và chuẩn mực cuối cùng, một người bạn tốt phải là người có chí nguyện hướng thượng, thanh cao và cùng đưa bạn vươn lên thực hiện chí nguyện đó. Lời Phật dạy về tình bạn thứ tư. Một người bạn tốt phải là người lấy khổ đau và hạnh phúc của bạn làm khổ đau hay hạnh phúc của mình. Ngăn chặn những ai nói xấu bạn và tán thán những ai ca ngợi bạn. Vui với niềm vui của bạn và buồn khi bạn gặp chuyện bất an là tâm thế cần có của một người bạn tốt. Hòa chung niềm vui nỗi buồn của bạn là niềm vui nỗi buồn của mình, để cùng nhau chia sẻ, giải quyết. Ý nghĩa tích cực của cụm từ không hoan hỉ đồng nghĩa với việc ra tay tương trợ khi bạn gặp hoạn nạn. Khi hoạn nạn mới biết ai là bạn. Một người bạn lý tưởng thì luôn sẵn sàng lăn xả khi bạn của mình gặp hiểm nguy, vì lằn ranh giữa bạn và ta vốn dĩ đã rất nhạt nhòa cho một tình bạn thực lòng và đúng nghĩa. Mặt khác, khi sống trong cuộc đời, ai cũng từng đối diện với 8 ngọn gió của thế gian, như lợi danh và thất bại, tiếng xấu và danh thơm, tán thán và chỉ trích, hạnh phúc và khổ đau. Nói xấu nhau cũng như ca ngợi nhau là 2 trong 8 ngọn gió đời có thể làm xáo trộn và đôi khi gây ra sự biến loạn trong đời sống của một con người. Ngăn chặn người khác nói xấu bạn cũng như tán thán ai đó khen ngợi bạn là minh chứng sinh động của một tình bạn đẹp. Phật giáo luôn hướng con người sống ở hiện tại và sống vì những điều thiện tâm, tốt đẹp. Tình bạn cao thượng là một trong những điều đó. Trên đây là những lời Phật dạy về tình bạn hay nhất. Hy vọng bạn có thể tìm cho mình được những người bạn thực tâm, tốt với mình.